Thì đúng rồi, mình nói thiệt mà. Ra Long Khánh ăn gà đi bộ rồi. Trời đất ơi, đồ quá. Nó ngon gì đâu, đây có một nguyên thân đời. Rồi. Đúng rồi, nói thì nói thật, nói đã thật, quay hình ảnh làm clip tại chỗ. Chào Chào cha. chào bố với chào tất cả mọi người nha. Tay của Rồi. con tới giờ nó vẫn còn cấm, chưa có cho còn được. À các phải hả? Ok được rồi. Không Mà sao. hôm qua mới thấy bố ở Vũng Tàu mà sao hôm nay bố về thành phố lại rồi. Ơi, tao đi như sao xẹt kìa mày ơi. Thấy chỗ nào vui là tao đi à. Mà tao đi lẹ lắm, tao đi tí 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 rồi xong rồi được á. Cái gì nó cần đi, cơ nơi nào cần đến đồ má. Thì nhắc tới Vũng Tàu tao mới nhớ cái vụ này, tao mới nói là ngày hôm qua thì vô cái nhà hàng ăn. Thì nó có một cái món rất là hay mày, cá đuối lẩu lẩu cá đuối nấu với măng chua ngon lắm mày ơi. Mới mới ăn măng chua nấu với lại cá đuối, ồ làm cái lẩu ngon lắm. À, chắc tại nước Việt Nam nhỏ quá là thấy lúc thấy bố ở chỗ này lúc Đi thấy bố ở chỗ kia. sao sẹt vậy đó, tụi nó nói trời ông đi mà ghê vậy, em đi mới sẹt sẹt em đi dữ gì trời. Đi cho hết là được rồi, khổ trời. Thì đó là chào Nguyễn Dung, Bố về bố thấy Việt Nam sao nè? nói gì nữa thuộc về trên cả tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. À, giờ con đang ngồi quán vỉa hè nè, thấy không? Đó, sau kia có bờ hồ đẹp. Này là đang ở Chẳng bom Trảng Bom Đồng Nai. hả? Nhà con đó hả? Dạ, nhà con ở nhà phía trong, nói chung là nhà con cách ở đây 7 cây số, cách thị Nhưng trấn mà này là 7 cây số. cũng gần, cũng cũng là cái vùng đó. Mà hồi xưa là cái trường học của con ở đây, trường học cấp 2, cấp 3 con học ngoài đây. Nhưng mà một thời đi học nhỏ tới lớn chạy ra đây. Nói chung là ở Trảng Bom này cũng êm lắm, nhưng mà Trảng Bom chậm phát triển so với Long Thành với Nhân Trạch, chậm lắm. Giàu thì giàu từ xưa nhưng mà nó lại để phát triển thì nó thua. Còn mà riêng Trảng Bom nói về chùm đó là chỉ có quán cà phê với quán nhậu đồ là thấy nó mọc như nấm. Hồi xưa mà dụ mà thời điểm mà năm 2000 nữa à, bố vô quán cà phê một số quán nổi tiếng ha, là 8 giờ tối bố vô là bố phải quay ra đó, là không có ghế ngồi chứ đông nghẹt lắm. Đúng rồi. À, đặc điểm của Trảng Bom này, nhưng mà khu công nghiệp thì mới phát triển thời gian gần đây à, không có nhiều, Thế, mà không phải có không? được phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng thì khu Nhân Trạch với Long Thành về cái tốc độ phát triển. Mà Trảng Bom của con thì nó Phải chờ, phải có thời gian các bạn, nghĩ theo cái thời gian là bởi vì khi họ cũng có cái khu công nghiệp là phải cần công nhân rồi phải phát triển điều đó lên thì công nhân nó mới về đó để nó mới làm, thế vậy thôi, ở đâu cũng vậy mà, từ từ thôi, không có gì phải nôn nóng cả. Nói chung là ở đây ta muốn nói là ở những cái nơi mà nghèo khổ đất nhất Việt Nam là cũng chẳng có ai mình bị đói bao giờ, nó hẳn là gì, nó không ai có bị đói bao giờ cả. À, thì về thì bố cũng biết rồi đó, nói chung Đúng là rồi, hàng xóm này kia cũng tình cảm, còn điều đó các ra cái họ năm họ tháng cởi cạn mở á, lắm, họ cởi mở lắm, nhân đi năm tháng đâu cạn thì lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui, thì chứng tỏ là cuộc sống của người dân Việt Nam là đảm bảo. Đương nhiên đương là nhiên rồi, đương không có nhiên ai rồi. là phủ nhận, không ai phủ nhận là về những cái diện mà người nghèo này kia và vẫn còn, nhưng mà cái xã Đất hội nước nào cũng có người giàu người đất nước nghèo. nào đúng chính À, xác, làm gì có cái chuyện mà vậy là không có cái đất nước thì nào mà đều không đều như có người vậy ta thôi. giàu. Thì cái điều đó mình không nói, mà bởi vậy mình mới nói cái điều là mình nói về cái này mặt bằng chung, có nghĩa là mình nói một cái mà về cũng được thì Việt Nam là quá tuyệt vời rồi, Chào cũng giống thiệp như kiểu như bố nói ngày hôm qua đó, có nghĩa là ngay từ thời điểm này các nước bên châu Âu khối EU và NATO đang xính dính về vấn đề điện hoặc là ga gì, ở trong khi đó Việt Nam mình người người lãnh đạo Việt Nam lèo lái mở con thuyền của đất nước mình rất là hay, tới bây giờ
đất nước Việt Nam mình, tỉnh Bơ, Vũng Tàu á, đụng nó sắp điện cả đêm luôn, cái bay đèn đưa, bay bế biển á, tới sáng luôn, 6 giờ sáng nó mới tắt luôn, đụng. Trong khi đó mà châu Âu tắt đèn tối thui, đụng á. Dạ, đó thì bố thấy là nói chung là bây giờ thứ hai trong giờ hành chính mà quán cũng khác cũng đông ha. Này kia nói chứ bình thường chứ đâu phải cái vấn đề gì đâu, đâu chứ không như tụi nó mở miệng ra là danh là đói là khổ rồi đúng quát này kia, nó làm như là ở Việt Nam là ra đường là đầy công an quân đội các kiểu đi chấn áp người dân suốt ngày sao quá kiểu, bởi vậy kiểu dài quá như vậy chị, cái kiểu này kiểu mất dạy, bởi chứ đâu mình chấp nhất làm gì. Cũng giống như qua mà khi mà buổi tối mà ta ghé tới cái chỗ mà cái công viên mà để người ta vui chơi đó, không thấy bóng một người công an, không thấy bóng một người công an đó, không có công an, không ép gì đây cả. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là bữa trước tôi đi Đà Nẵng cũng vậy, không có bóng dáng một người công an nào cả mày, hay gì đó. Cái đất nước họ thanh bình rồi họ không có cái gì gọi là vi phạm pháp luật thì công an ở đâu mà tới, khổ vậy. Mà tụi này nó cứ réo rồi gọi. Đúng rồi, chủ yếu là giữ gìn an ninh trật tự mà cuộc sống không có cái gì xảy ra thì họ xuất hiện làm gì? Ở đâu cần gì phải công an, trời ơi, đâu khổ vậy. Mà nó vẫn réo, bởi ta mừng qua ta mới nói một câu à, bị cộng sản hoặc là bị áp bức sống với lại xiền xích nô lệ trên ra dân nó túa ra biển nó chơi được quá. Mà tức quá nó chơi ra ngoài nó chơi, nó bị kẹp kẹp nó vậy đó, được. Khổ, được. Bởi tụi nó khùng mà đủ hết sức đâu mà nói chuyện. Bởi vậy ba giống nó tôi nói này, tao quay clip tối hôm qua ở chỗ Vũng Tàu bãi sao thì có những đứa nó không có nói chuyện gì mình bằng cái cách là phản biện, mà nó ngồi chửi tao à, ôi thằng già mất dịch, thằng già gì mày lớn tuổi hơn ai mà mày nó kêu tao mày tao là đúng khác, nó buồn cười lắm. Đây là nó không có gì để nói, nó thấy mày vạch trần ra những cái chuyện vậy, nó không có gì để nói. Ở đây tao không dựng phim, ở đây thực sự là tao quay tại chỗ và tất cả mọi người đều ra đó. Ta không bắt họ đứng đó để ta quay phim, làm sao bứng cả ngàn cái mấy trăm người ra được. Chuyện sao có y chang vậy, bà nó không chấp nhận, nó vẫn chửi à, cha già này xạo này đồ quá tùm lum, cái buồn cười đó. Cái là đối với nó là không chấp nhận sự thật, hiểu không? Sự thật nó không chịu, nó chịu có xạo có láo. Con sợ mấy thằng tàu lao. Đúng rồi đó. Tàu lao hết biết luôn. Ý là nó thích nó chửi gì nó chửi à, nó chửi chứ nó không cần biết lý lẽ cái gì, nó không biết lý lẽ gì cả, giống như mấy thằng kia. Hôm qua thấy Trung mở live mà đâu dám lên, tại đang về nhà thì bố mẹ ngủ sớm ồn mà ông bà chửi không dám lên. Lên cái kia thì được, lên con vịt đó thì dễ lên, tự lên được, còn này máy của con live bình thường vậy không có còn được, cho nên là đâu có bấm tín hiệu ok gì được đâu. Thì bấm vậy mà ai nhìn thấy thì đưa lên thì lên được, còn máy con không còn được, máy nick trên không có nick nào còn được hết trơn luôn. Lên live hoặc là mở live thì vẫn được, mà có cái là không còn được, không có thả live thả tin gì được hết trơn. Đúng rồi không sao, chị nó quan trọng rồi, là vậy. Hôm nay là bố tính mở cái về chủ đề gì đây? Đâu có chủ đề đâu, thì tao đi chơi xong tối hôm qua, bữa nay về tôi tính lên mạng tao với ông Phượng báo cáo cho ông biết là cuộc đi của tôi đã tới đó vậy, báo cáo rồi ông sẽ báo cáo tao lại chuyện tình hình bên Mỹ. Hai ông già nói chuyện vui mà nãy gọi ông rồi không biết đâu rồi. Ông Phượng ơi, gửi yêu cầu đi. Dạ là thông báo là mới đi du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu về, bây giờ là đã có mặt Bà Rịa Vũng Tàu đúng không? Đúng rồi, Bà Rịa Vũng Tàu, Xuân Lộc rồi Tà Lú rồi mà con thấy là mấy có mấy anh em ở ngoài Bắc á là đang ý kiến là bố chưa có ra ngoài Bắc luôn kìa. Đúng rồi, hiểu điều đó chứ, hiểu chứ ai cũng hối cả. Nhưng mà nếu mà bố mà đã sắp định đi là đi sớm, chứ tới tháng nữa là bắt đầu vô là mưa bão, mùa mưa bão là kẹt lắm á, là không có thuận tiện đâu. Thì sắp xếp ngoài mấy miền Tây Bắc á, là chỗ Sapa này kia, mấy chỗ ngoài đó là phong cảnh là đẹp cực kỳ luôn á, rừng núi này kia. Đúng rồi, ok, để ta sắp xếp. Thì nếu mà bố nhắm thì sắp thành một chuyến ra ngoài đó cho biết phong cảnh Bắc
bố quay clip làm tài liệu ngắm không đỡ buồn, qua bên Mỹ mở clip ra ngắm lại đẹp lắm, cảnh đẹp cực kỳ, giấy lắm cảnh tao, mình tao ước từ lâu rồi, tao đã từ trong bụng tao nói là thứ đi nhất là đi Hà Giang nè, chỉ đi Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch nè, rồi đi nói chung là rất là nhiều, đi Tây Bắc rồi đi Hà Giang rồi đi gì đó, rồi tao nữa dạ. tao còn thiếu nợ ba cái đám mà trong này nó có gọi gì anh chàng Lưu Hồng Ly Lưu gì đó, anh muốn đi rất là mời tao ra hoài ở trên Hà, ở đâu ta, ở Bắc Giang nhiều lắm Hải Phòng Bắc Giang nhiều lắm, nhưng mà cái sợ mà đi không có hết thôi. Nhưng mà chắc chắn là đi thì, theo con á, nếu mà đi ra ngoài được đó được á, thì đi một đi Sa Pa nè, rồi đi mấy cái nơi mà có các cái ruộng bậc thang á đó, bố đứng ở trên cao rồi bố quay mấy cái clip phong cảnh cực kỳ hữu tình, cực kỳ đẹp mướt mắt. Ok, không có đúng chứ rồi. Việt Nam mình á thì nhiều cái cảnh đẹp lắm, nhiều cái nơi danh lam thắng cảnh để mà mình đi chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của quê hương, của non sông hùng vĩ. Thì miền Bắc á, thì mới nhiều núi hơn, đồi núi này kia nó đẹp, phong cảnh nó đẹp. Còn miền Nam thì ít hơn, mà miền Nam á thiên về cái xu hướng là nhân tạo. Các cái khu du lịch này kia phần nhiều là do con người tạo, còn ở ngoài miền Bắc thì cơ bản thiên nhiên nó kết hợp với cái sự hùng vĩ sẵn của thiên nhiên á, còn tôn tạo con người tôn tạo thêm nữa thì nó càng thu hút hơn, càng bắt mắt hơn. Chung là mỗi địa phương, mỗi địa điểm đều có cái thế mạnh riêng của nó hết, mỗi cái nơi, mỗi vùng miền. Thì con nếu mà bố đã xác định về thì cũng cố gắng nên đi theo con là ra ngoài Bắc nó một chuyến cho biết. Nói chung là mình ngắm cảnh phong cảnh thêm cái ra bố đó ra con thì có đi có đi một lần rồi, nhưng mà đi không được nhiều, là bởi đi năm 2019 đi có mấy ngày thôi. Dạ ok con, cảm ơn con nhiều rồi. Dạ vậy thôi con rồi, đây rồi ok. Dạ, chào bố, chào tất cả mọi người.